Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thông tin ngày mới sáng thứ hai, ngày 26 tháng 9 của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Ngay sau đây là những nội dung nổi bật có trong chương trình Thông tin ngày mới hôm nay. Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống thiên tai họp khẩn với 16 tỉnh thành triển khai ứng phó bão Noru. Chính quyền và người dân Quảng Nam sẵn sàng phương án chống bão Noru. Nghệ thuật xòe Thái được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Chiều qua, Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống thiên tai họp khẩn trực tuyến với các tỉnh thành từ Thanh Hóa đến Bình Thuận, Kon Tum, Gia Lai, vùng dự báo bị ảnh hưởng của bão Noru, bão số 4. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành, trưởng Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống thiên tai chủ trì tại điểm cầu Trung ương. Tại điểm cầu Quảng Nam có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Quang Bửu cùng lãnh đạo các sở ngành tham dự cuộc họp. Dự kiến đến sáng ngày 28 tháng 9, vị trí tâm bão vào đất liền từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi. Các địa phương này sẵn sàng phương án sơ tán hơn 93.000 hộ trên 368.000 dân, kêu gọi kiểm đếm, hướng dẫn cho hơn 57.800 tàu tránh trú. Tại Quảng Nam, tỉnh đã yêu cầu các hồ thủy điện điều tiết về mức thấp từ 20 đến 30% dung tích để đón lũ. Tại vùng biển có 113 tàu với trên 2.700 lao động đang hoạt động đã nhận được thông báo về bão Noru, trong đó có 19 tàu đang trong vùng nguy hiểm. Nhưng địa phương cũng đã liên lạc được với tất cả các tàu để hướng dẫn chủ tàu đưa phương tiện về nơi tránh trú an toàn. Tỉnh cũng đã lên phương án sơ tán 124.700 dân các khu vực xung yếu. Nếu siêu bão thì tỉnh sẽ di dời trên 400.000 dân. Chúng tôi sẽ tuyên truyền các tàu thuyền mà còn ở biển thì tránh xa cái vùng bão này. Vì cái tàu thuyền nó đi không nhanh bằng cái cơn bão. Cái thứ hai nữa là chỉ đạo các địa phương lên kế hoạch cho cái việc di dời dân vùng ven bão. Cái thứ ba là chúng tôi sẽ có cái tuyên truyền cho các du khách ở trong các cái khách sạn mà gần biển thì có cái trú ẩn nơi an toàn khi bão vào. Hiện nay về vấn đề mà các hồ thủy điện, các hồ thủy lợi thì sẽ có cái theo cái mực nước cụ thể, mặc dù hiện nay mực nước cũng rất là thấp. Tiếp theo nữa là vấn đề sạt lở của người dân trên cái địa bàn vùng núi cao thì cũng sẽ cảnh báo. Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu các địa phương phải chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể để di dời dân, khẩn cấp kêu gọi tàu thuyền còn trong vùng nguy hiểm về nơi an toàn, cần thông tin chính xác để tuyên truyền nhân dân thực hiện tránh trú trước khi bão đổ bộ vào bờ. Chúng ta phải tập trung thật là cao. Thì trong chỉ thị của Chính phủ, của Thủ tướng Chính phủ cũng đã nhắc cái việc này. Có thể là tạm dừng hoãn một số các cái cuộc họp các địa phương với cái tinh thần như thế. Phó Thủ tướng Lê Văn Thành cũng chỉ đạo các bộ ngành địa phương phải tạm dừng hoãn các cuộc họp không cần thiết để tập trung triển khai phòng tránh bão. Chính phủ sẽ thành lập ban chỉ đạo tiền phương để trực tiếp cùng với các địa phương trong ứng phó với cơn bão này. Để ứng phó với cơn bão được dự báo rất mạnh và phức tạp Noru, chính quyền và người dân các địa phương trong tỉnh đã chủ động triển khai các biện pháp phòng chống bão, sẵn sàng phương án cứu nạn cứu hộ khi cần thiết. Những ngày qua, Công ty Cổ phần Dịch vụ Công ích Đô thị Tam Kỳ đã triển khai toàn bộ lực lượng tiến hành cắt tỉa cây xanh, hạ độ cao, chặt hạ các cây sau mục, chết khô, nguy hiểm tại các tuyến đường chính trên địa bàn thành phố. Trong đó ưu tiên cắt tỉa các loại cây có đường kính và chiều cao lớn, cây nặng tán, cây nghiêng nguy hiểm, cành khô, sau mục nhằm tránh gây nguy hiểm đến tính mạng tài sản của người dân khi cơn bão Noru đổ bộ. Bố thời tiết là nó còn bổ số báo vô mạnh cho nên lãnh đạo công ty của phòng công ích đô thị là cho công nhân coi như là luôn không nói chữ nhật cơ giấy. Ngay khi có thông tin về sự hình thành và hướng di chuyển của bão Noru, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 2 đóng tại xã Tam Quang, huyện Núi Thành đã khẩn trương triển khai đồng bộ các biện pháp ứng phó khi bão đổ bộ và sẵn sàng tham gia cứu hộ cứu nạn khi có tình huống xảy ra. Cụ thể là rà soát, điều chỉnh bổ sung các phương án đảm bảo hậu cần, kỹ thuật. Bên cạnh đó, đơn vị cũng đã phối hợp với các lực lượng tích cực kêu gọi hướng dẫn ngư dân khẩn trương vào tránh bão. Tình hình diễn biến khu vực biển miền Trung trong cái mùa này thì
các cơn bão diễn biến phức tạp, ảnh hưởng rất lớn đến khu vực miền Trung, nên là cán bộ chiến sĩ luôn trong tâm thế sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ và quyết tâm cao hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đặc biệt là khi huấn luyện trên biển ấy, thì chúng tôi cho anh em các cái phương án giả định là các cái tàu là bị là nạn trên biển, thì cái phương án tìm kiếm cứu hộ cứu nạn đặt ra như thế nào, từ cái phương án cứu hộ cứu nạn rồi các cái kênh thông tin, các cái kênh bảo đảm như thế để làm sao là khi là có tình huống là xử lý được ngay. Dự kiến rạng sáng ngày 26 tháng 9, bão Noru sẽ đi vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 4 với cường độ cấp 13, giật cấp 16 và tiếp tục duy trì cường độ trong ngày 27 tháng 9. Đêm 27 tháng 9, rạng sáng ngày 28 tháng 9, bão đổ bộ vào khu vực miền Trung, dự kiến từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi. Đây là cơn bão mạnh và chính quyền người dân Quảng Nam đang nỗ lực tận dụng thời gian để có thể hạn chế thấp nhất thiệt hại nếu bão đổ bộ. Thưa quý vị và các bạn, Thủ tướng Chính phủ vừa có công điện số 855 ngày 25 tháng 9 năm 2022 gửi Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Gia Lai, Kon Tum và thành phố Đà Nẵng, các bộ ngành. Nội dung công điện nêu rõ, cơn bão có tên quốc tế Noru đang tiến vào Biển Đông và sẽ trở thành cơn bão số 4 hoạt động trên Biển Đông từ đầu năm 2022. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15, giật cấp 17. Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sau khi vào Biển Đông có khả năng bão số 4 có thể vẫn duy trì sức gió rất mạnh cấp 13, 14, giật cấp 16. Khi đến Nam quần đảo Hoàng Sa, khi vào gần bờ có thể vẫn mạnh cấp 12, 13, giật cấp 15. Đây là cơn bão có cường độ rất mạnh, tốc độ di chuyển nhanh. Dự báo từ ngày 26 tháng 9, bão gây gió mạnh, sóng lớn trên vùng biển giữa và bắc Biển Đông. Chiều tối ngày 27 tháng 9, bão sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến vùng ven biển và đổ bộ vào đất liền khu vực Trung Bộ. Trung tâm là từ Quảng Trị đến Bình Thuận, gây mưa lớn tập trung ở Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ và Bắc Tây Nguyên. Để chủ động ứng phó kịp thời, hiệu quả, hạn chế thiệt hại do bão và mưa lũ sau bão, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, các bộ ngành có liên quan và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố tập trung chỉ đạo triển khai công tác ứng phó bão số 4 theo phương châm 4 tại chỗ, với tinh thần khẩn trương quyết liệt nhất, trong đó tập trung một số nhiệm vụ cụ thể sau. 1. Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Tổng cục Khí tượng Thủy văn tập trung theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, mưa lũ sau bão, dự báo thông tin kịp thời cho cơ quan chức năng và người dân biết để chủ động ứng phó phù hợp. 2. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố đình hoãn các cuộc họp không thật sự cấp bách để tập trung chỉ đạo triển khai công tác ứng phó với bão, lũ, tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến bão, mưa lũ, phân công lãnh đạo triển khai lực lượng xuống các địa bàn trọng điểm để trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc kiểm tra công tác ứng phó tại cơ sở, căn cứ diễn biến và dự báo bão, ban hành lệnh cấm biển cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn, khẩn trương rà soát, kiểm đếm, hướng dẫn bảo đảm an toàn cho tàu thuyền, phương tiện hoạt động trên biển và tại nơi tránh trú, bao gồm cả tàu cá, tàu vận tải, tàu du lịch. Ra soát kiên quyết sơ tán người dân tại những nơi nguy hiểm, nhất là khu vực ven biển, cửa sông, có nguy cơ ảnh hưởng của sóng lớn, ngập sâu, sạt lở, trên tàu thuyền, tại nơi neo đậu, trên lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy hải sản, khu dân cư có nguy cơ bị sạt lở, lũ quét. Chỉ đạo hướng dẫn việc chằng chống bảo đảm an toàn nhà cửa, trụ sở, kho tàng, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ. Kiểm soát hướng dẫn đảm bảo an toàn giao thông, nhất là trước và trong khi bão đổ bộ vào và mưa lũ. 3. Các bộ, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Công thương, theo chức năng nhiệm vụ được giao, chủ động phối hợp với địa phương, chỉ đạo triển khai công tác đảm bảo an toàn, đê điều, hồ đập, tàu thuyền, hoạt động thủy sản, hệ thống điện, đảm bảo an toàn đối với hoạt động sản xuất nông nghiệp, công nghiệp. 4. Bộ Giao thông Vận tải phối hợp với địa phương chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn cho tàu thuyền vận tải hoạt động trên biển, vùng cửa sông, trên sông, đặc biệt lưu ý những khu vực đã từng xảy ra các sự cố tàu vận tải khi có bão lũ. Phối hợp với Bộ Công an và các địa phương chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn giao thông, nhất là trên các tuyến cao tốc, các trục giao thông chính. 5. Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn
hệ thống hạ tầng thông tin, đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt, phục vụ công tác chỉ đạo, chỉ huy ứng phó với bão lũ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai trong mọi tình huống. 6. Các bộ xây dựng, y tế, giáo dục và đào tạo, văn hóa, thể thao và du lịch và các bộ ngành khác có liên quan, theo chức năng quản lý nhà nước và nhiệm vụ được giao, chủ động chỉ đạo phối hợp với các địa phương, triển khai kịp thời hiệu quả các biện pháp ứng phó với bão số 4 và mưa lũ do bão, đặc biệt lưu ý công tác đảm bảo an toàn cho học sinh, khách du lịch khi xảy ra bão lũ. 7. Bộ Ngoại giao phối hợp với các cơ quan theo dõi sát tình hình, chủ động liên hệ với các quốc gia, vùng lãnh thổ, tạo điều kiện cho người dân và tàu thuyền của Việt Nam vào trú tránh bão khi có yêu cầu của địa phương. 8. Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chỉ đạo quân khu 4, quân khu 5 và các đơn vị đóng trên địa bàn ra soát phương án chủ động triển khai lực lượng, phương tiện, trang thiết bị hỗ trợ địa phương ứng phó với bão, sẵn sàng sơ tán dân, cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu. 9. Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam và các phương tiện thông tin đại chúng ở trung ương và địa phương tiếp tục theo dõi, đưa tin kịp thời, chính xác về diễn biến bão, mưa lũ, công tác chỉ đạo ứng phó của các cấp, các ngành để nhân dân biết chủ động phòng chống. 10. Do Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, tổ chức trực ban, nắm chắc tình hình, chủ động chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các bộ, địa phương, triển khai công tác ứng phó cụ thể, sát với diễn biến của bão, mưa lũ, kịp thời báo cáo, đề xuất Thủ tướng Chính phủ, chỉ đạo những vấn đề vượt thẩm quyền. Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam vừa có tờ trình gửi Chính phủ về việc đề nghị thành lập 5 phường thuộc thị xã Điện Bàn và thị trấn Trung Phước thuộc huyện Nông Sơn. Điện Minh, Điện Phương thuộc thị xã Điện Bàn và thành lập thị trấn Trung Phước thuộc huyện Nông Sơn. Đến nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã hoàn thiện nội dung hồ sơ theo góp ý của đoàn công tác liên ngành. Do đó, Quảng Nam đề nghị Bộ Nội vụ báo cáo Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định thành lập 5 phường thuộc thị xã Điện Bàn và thị trấn Trung Phước, huyện Nông Sơn. Việc thành lập 5 phường tại thị xã Điện Bàn sẽ dựa trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên, dân số và tổ chức bộ máy của các xã hiện nay. Quảng Nam hiện có 18 đơn vị hành chính trực thuộc, gồm 15 huyện, 1 thị xã và 2 thành phố. Toàn tỉnh có 241 đơn vị hành chính cấp xã, trong đó có 13 thị trấn, 25 phường và 203 xã. Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa phê duyệt bổ sung diện tích cung ứng dịch vụ môi trường rừng năm 2022 trên địa bàn tỉnh đối với diện tích trên 13.430 ha tại các lưu vực thủy điện thuộc lâm phận quản lý của các đơn vị chủ rừng là các ban quản lý, Ủy ban Nhân dân xã, cộng đồng dân cư thôn được giao trách nhiệm quản lý chi trả dịch vụ môi trường rừng. Cụ thể, diện tích rừng thuộc vườn quốc gia Sông Thanh nhiều nhất với trên 11,26 ha nằm ở lưu vực của các thủy điện Đắc Mi và Sông Bung. Bên cạnh đó, trên 4.000 ha diện tích rừng tự nhiên thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Phước Sơn cũng được giao khoán bảo vệ trong đợt này. Số diện tích còn lại được khoanh, bảo vệ và thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng thuộc lâm phận quản lý của Ban Quản lý rừng phòng hộ Tây Giang, Nam Trà My. Ủy ban Nhân dân một số xã của huyện Tiên Phước và 8 nhóm cộng đồng làng tại huyện Nam Giang. Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng giao Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh chủ trì phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn hướng dẫn các đơn vị chủ rừng là các ban quản lý, Ủy ban Nhân dân xã, cộng đồng dân cư thôn xây dựng bổ sung kế hoạch thu chi dịch vụ môi trường rừng năm 2022 đối với diện tích trên 13.430 ha được phê duyệt lần này. Tổng diện tích chi trả dịch vụ môi trường rừng theo kế hoạch năm 2022 là gần 283.000 ha. Trong đó hơn 63.506 ha giao khoán bảo vệ rừng cho 5 nhóm hộ và 115 cộng đồng, gần 220.000 ha diện tích do các ban quản lý rừng tự bảo vệ với đội ngũ 954 hợp đồng bảo vệ rừng chuyên trách. Sáng qua, Ủy ban Nhân dân xã Tam Thăng, thành phố Tam Kỳ tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho lực lượng tổ tự quản 5 trong 1 của 5 thôn trên địa bàn đã thành lập mô hình. Đây cũng là địa phương đầu tiên trên địa bàn tỉnh thành lập mô hình này. Các thành viên được báo cáo viên công an thành phố thông tin cụ thể 4 chuyên đề về công tác bảo vệ hiện trường, công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm hiện nay, công tác phòng cháy chữa cháy ở cơ sở, công tác phòng chống thiên tai, phòng chống dịch bệnh và tái hòa nhập cộng đồng, kỹ năng xử lý tình huống thường gặp như đánh bắt bất ngờ, phòng vệ khi bị đối phương tấn công bằng tay không, bằng hung khí,
qua đây trang bị kiến thức và những kỹ năng cần thiết, cách xử lý tình huống thường gặp cho các thành viên tổ tự quản 5 trong 1 trên địa bàn xã trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Chuyển sang các tin tức quan trọng trong nước. Thưa quý vị, tối ngày 24 tháng 9 tại thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các tỉnh Sơn La, Lai Châu, Điện Biên, long trọng tổ chức lễ đón nhận bằng của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc UNESCO ghi danh nghệ thuật xòe Thái vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Dịp này, tỉnh Yên Bái cũng tổ chức khai mạc lễ hội văn hóa du lịch Mường Lò khám phá danh thắng quốc gia đặc biệt ruộng bậc thang Mù Cang Chải năm 2022. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chúc mừng các cấp ủy, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái, Sơn La, Lai Châu, Điện Biên về niềm vinh dự tự hào khi nghệ thuật xòe Thái được UNESCO vinh danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Thủ tướng đề nghị chính quyền, nhân dân và cộng đồng người Thái ở các tỉnh Tây Bắc, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tiếp tục tạo sức sống mới, sự lan tỏa và truyền cảm hứng mạnh mẽ giá trị nghệ thuật xòe Thái, đồng thời kêu gọi dành sự quan tâm xứng đáng đối với đời sống mọi mặt của các nghệ nhân, tạo các điều kiện thuận lợi để thực hành xòe Thái phù hợp với các điều kiện phát triển mới của đất nước. Tại buổi lễ, đại diện cho UNESCO trao bằng của UNESCO cho đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và lãnh đạo các tỉnh Yên Bái, Sơn La, Lai Châu, Điện Biên. Sau lễ đón bằng của UNESCO ghi danh nghệ thuật xòe Thái vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, các đại biểu dự lễ cùng bước vào không gian nghệ thuật cảm nhận những nét văn hóa độc đáo qua chương trình nghệ thuật với chủ đề xòe Thái tinh hoa miền di sản. Bộ Công Thương đang dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ chế điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân. Cụ thể, theo dự thảo, khi các thông số đầu vào biến động làm giá bán điện bình quân tăng từ 1% trở lên so với giá bán điện bình quân hiện hành, thì giá điện được phép điều chỉnh tăng. Đây là điểm mới so với cơ chế điều chỉnh giá bán lẻ điện hiện hành với quy định thông số đầu vào tăng 3% thì giá điện mới tăng. Còn trong trường hợp giá bán lẻ điện bình quân tăng từ 1% đến dưới 5% so với giá bán lẻ điện bình quân hiện hành và trong khung giá, EVN sẽ quyết định điều chỉnh tăng giá bán lẻ điện bình quân ở mức tương ứng. Thưa quý vị, với quan điểm sống là cho đâu dễ nhận riêng mình, hàng chục năm qua, hai vợ chồng anh Trần Anh ở khu phố 1 thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành đã miệt mài với những hoạt động thiện nguyện. Đặc biệt, mô hình dạy trọ không đồng được triển khai thành công đã góp phần tiếp thêm động lực, giúp các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, giảm bớt gánh nặng tài chính, yên tâm học tập. Năm học mới 2022-2023 này là năm học đặc biệt của em Cao Thị Thanh Sương, quê ở xã Tam Sơn, huyện Núi Thành. Bởi đây là năm đầu tiên em phải học xa nhà. Với hoàn cảnh khó khăn của gia đình, em đã được bố trí một suất trọ miễn phí tại dãy trọ không đồng của vợ chồng anh Trần Anh, khối 1 thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành. Những ngày đầu xa gia đình, cô học trò nhỏ bé này tỏ ra khá rụt rè. Thế nhưng với sự hướng dẫn và chỉ bảo tận tình của vợ chồng cô chú chủ trọ không đồng, Thanh Sương nhanh chóng thích nghi với môi trường mới và vui mừng trước những điều kiện sinh hoạt và học tập mà em đang được hỗ trợ tại đây. Con ở cái kia là cũng rất khó khăn, xuống đây được cô chú giúp đỡ. Chứ năm cấp đầu, năm cấp ba được cô chú giúp đỡ và đưa vào nhà trọ này. Thì tụi con cũng rất cảm ơn cô chú để hỗ trợ cho tụi con đi học. À, giúp đỡ tụi con khi không có điều kiện để mua xe để đi học. Thì tụi con cũng cảm ơn cô chú và sẽ quyết tâm học tập thật tốt để không phụ lòng cô chú. Được khởi công từ đầu tháng 6 năm 2022, dãy trọ không đồng gồm 6 phòng của vợ chồng anh Trần Anh là nơi dành cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn thuộc các xã miền núi của huyện Núi Thành. Với dãy trọ không đồng này, vợ chồng anh Trần Anh mong muốn được san sẻ phần nào gánh nặng tài chính cho gia đình của các em học sinh, giúp các em yên tâm học tập. Tuy là dãy trọ không đồng, nhưng tất cả các phòng ở đây đều được xây dựng khang trang, diện tích mỗi phòng khoảng 20m2 với đầy đủ những vật dụng sinh hoạt cần thiết, có khu nấu ăn và vệ sinh riêng biệt, sạch sẽ, thoáng mát. Ngoài ra, dãy trọ còn được trang bị hệ thống camera giám sát an ninh, wifi tốc độ cao để tạo điều kiện cho các em học tập tốt hơn. Con ở đây là có chú Trần Anh, chú hỗ trợ là nói chung với bọn con là nó đầy đủ, không thiếu cái gì hết. Tụi con ở đây là nói chung là rất thoải mái, từ việc an ninh với việc đi lẻ chú hỗ trợ xe đồ, nói chung đầy đủ lắm con.
là điện nước rồi chú lo hết. Chú nói với tụi con là ở đây chỉ cần là lo mà hạt thôi, còn lẽ là chú lo hết. Phòng rộng rẽ, thoáng mát. Chú thiết kế cho tụi con ở trong phòng là nói chung là ghế bọn đầy đủ hết, không thiếu một cái chi luôn. Tụi con thì cũng rất biết ơn chú. Được biết là gia đình của anh Trần Anh với là chị Hẻ này là một gia đình gương mẫu của địa phương, làm công tác từ thiện rất là lao. Gia đình này là có thêm một cái hoạt động mới rất là ý nghĩa nữa, đó là giúp đỡ cho các cháu gia đình là chưa đủ điều kiện để mà đến trường học, cho nó hoàn thiện những cái nhu cầu của các em đến trường. Cho nên là xây lên cái cơ sở, có cái phòng học để tạo điều kiện cho các em đó là từ A đến Z luôn. Từ cái việc ăn, việc ở, từ nước, non, điện, đè, tất cả các thứ là gia đình anh chị Trần Anh cũng như chị Hẻ này là tạo điều kiện hết. Bên cạnh phòng trọ không đồng, vợ chồng anh Trần Anh còn miễn phí cả điện nước sinh hoạt. Ngày trước ngày bước vào năm học mới, dãy trọ không đồng đã đón 18 em học sinh đến trọ. Hầu hết các em ở đây đều có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chủ yếu làm nông. Quãng đường từ nhà tới trường hơn 20 đến 30 km. Chính vì lẽ đó mà khi được vào ở dãy trọ không đồng với đầy đủ tiện nghi lại gần trường học, đều khiến các em học sinh ở đây rất vui mừng và hạnh phúc vì con đường đến trường đã vơi bớt khó khăn. Nghĩ lại tuổi thơ mình cũng khó khăn, lớp học hành cũng không được đầy đủ như bạn bè. Nên hai vợ chồng chị nguyện tiếp tục xây một cái nhà trọ không đồng để giúp cho các em nghèo hiếu học. Ưu tiên nhất là xã Tâm Trà, Tâm Thạnh, Tâm Sơn. Các em cấp sách đến trường không đủ điều kiện để đến trường. Hiện tại là có 6 phòng, nên là vợ chồng sống là 6 chiếc xe đạp để tạo điều kiện cho các em đến trường một cách nhanh nhất. Và mong các em được học, được thầy cô giảng dạy và trở về cái phòng trọ không đồng, được như là mái ấm yêu thương. Có thể thấy rằng, với mô hình dãy trọ không đồng và nhiều hoạt động thiện nguyện khác của vợ chồng anh Trần Anh đã thể hiện tấm lòng hảo tâm thật đáng trân trọng. Họ là những người tử tế, hết lòng vì cộng đồng mà không mong cầu một danh lợi nào cho bản thân. Tiếp tục chương trình, mời quý vị cùng đến với một câu chuyện thế giới. Thưa quý vị, mới đây bản đồ tăng trưởng thương mại toàn cầu 2022 của DHL Express, tập đoàn hàng đầu thế giới trong ngành logistics, đã đưa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN vào tâm điểm chú ý vì khu vực này được dự báo sẽ dẫn đầu thế giới về tăng trưởng xuất khẩu trong 5 năm tới. Báo cáo của DHL Express cho thấy, khi được đánh giá theo mức độ phát triển kinh tế, các nền kinh tế mới nổi dự kiến sẽ tạo ra 45% tổng mức tăng trưởng thương mại toàn cầu từ năm 2021 đến năm 2026. Nổi bật là các nền kinh tế ở khu vực Nam Á và Đông Nam Á hoạt động rất tốt cả về tốc độ lẫn quy mô tăng trưởng như Ấn Độ, Philippines, Malaysia, Thái Lan và Việt Nam. Cũng theo DHL Express, cả năm quốc gia trên đều nằm trên đường cong xuất khẩu và tăng trưởng khác nhau, trong đó Việt Nam ở vị trí rất tốt. Bản đồ tăng trưởng thương mại toàn cầu 2022 của DHL Express cũng cho thấy thương mại sẽ phát triển nhanh hơn trong 2 năm tới sau thời kỳ trì trệ về đại dịch COVID-19. Tăng trưởng thương mại ở các nền kinh tế mới nổi không chỉ dừng lại ở số lượng mà còn cả chất lượng hàng hóa với nhiều mặt hàng ngày càng tinh vi hơn. Bảo tàng voi ma mốt thuộc Đại học Tổng hợp Liên bang Đông Bắc mang tên Amon Sova ở Yakutsk, Liên bang Nga là bảo tàng duy nhất trên thế giới dành riêng cho hệ động vật voi ma mốt. Bảo tàng ra đời năm 1991 theo sáng kiến của nhà nghiên cứu động vật học đầu tiên người Yakutia Piotr Lazarev. Bảo tàng voi ma mốt của Nga là nơi lưu giữ và trưng bày những tư liệu cổ sinh vật độc đáo có tầm quan trọng trên toàn thế giới và là di sản vô giá của nhân loại. Trong lòng đất Yakutia chứa tới 75% tổng số xương voi ma mốt và các đại diện khác của khu hệ voi ma mốt có mô mềm đã được phát hiện trên thế giới. Xương voi ma mốt được tìm thấy tại Yakutia lần đầu tiên từ năm 1799. Cùng với khoảng 2.000 chi tiết xương của các động vật hóa thạch thuộc hệ voi ma mốt, du khách đến với bảo tàng có thể ngắm những hiện vật thực của voi ma mốt như ngà, sọ, mảnh xác hay da. Không chỉ có voi ma mốt, bảo tàng cũng trưng bày những bộ xương hay da nhồi bông của nhiều loại thú khác thời tiền sử như tê giác lông dài, bò rừng, hổ hang, ngựa và chó từ kỷ băng hà.
Trong nỗ lực ứng phó với tình trạng thiếu hụt năng lượng và nâng cao nhận thức của người dân trong việc tiết kiệm điện, chính quyền thủ đô Paris của Pháp, nơi được mệnh danh là kinh đô ánh sáng, đã bắt đầu giảm thời gian lên đèn tại nhiều địa điểm nổi tiếng của thành phố. Bắt đầu từ ngày 23 tháng 9, hệ thống đèn tại tháp Eiffel đã dừng hoạt động kể từ sau 11 giờ 45 phút tối hàng ngày, trong khi nhiều địa điểm công cộng nổi tiếng khác cũng không còn ánh sáng đèn sau 10 giờ tối. Tuần trước, bảo tàng Louvre và cung điện Versailles cũng đã tắt đèn sớm hơn thường lệ trong động thái mang tính biểu tượng nhằm nâng cao nhận thức của người dân về khủng hoảng năng lượng hiện nay. Chính quyền Paris cho biết việc tắt đèn sớm đối với tháp Eiffel sẽ giúp tiết kiệm khoảng 4% lượng điện tiêu thụ, trong khi việc dừng hoạt động hệ thống đèn trang trí ở các tượng đài trong thành phố sẽ giúp tiết kiệm gần 10 triệu euro. Hiện Paris đang thúc đẩy kế hoạch an toàn năng lượng hướng tới mục tiêu giảm 10% mức tiêu thụ điện tại thành phố này. Không chỉ tại thủ đô của nước Pháp, nhiều thành phố lớn khác như Marseille và Lille cũng đang triển khai những biện pháp tiết kiệm điện tương tự. Thông tin vừa rồi đã khép lại một câu chuyện thế giới. Tiếp tục chương trình, mời quý vị cùng đến với tình hình dự báo thời tiết hôm nay. Thành phố Tam Kỳ nhiều mây, có mưa, có lúc mưa vừa và dông, nhiệt độ từ 24 đến 29 độ, độ ẩm từ 80 đến 95%, gió bắc đến đông bắc cấp 2, cấp 3. Thành phố Hội An nhiều mây, có mưa, có lúc mưa vừa và dông, nhiệt độ từ 24 đến 27 độ, độ ẩm từ 82 đến 93%, gió bắc đến đông bắc cấp 2, cấp 3. Thị xã Điện Bàn nhiều mây, có mưa, có lúc mưa vừa và dông, nhiệt độ từ 25 đến 28 độ, độ ẩm từ 80 đến 92%, gió bắc đến đông bắc cấp 2, cấp 3. Thị trấn Núi Thành nhiều mây, có mưa, có lúc mưa vừa và dông, nhiệt độ từ 25 đến 29 độ, độ ẩm từ 80 đến 95%, gió bắc đến đông bắc cấp 2, cấp 3. Thị trấn Trà My nhiều mây, có mưa, có lúc mưa vừa và dông, trong cơn dông cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 28 độ, độ ẩm từ 80 đến 98%, gió nhẹ. Thị trấn Thành Mỹ nhiều mây, có mưa, có lúc mưa vừa và dông, trong cơn dông cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 29 độ, độ ẩm từ 82 đến 98%, gió nhẹ. Thị trấn Brau nhiều mây, có mưa, có lúc mưa vừa và dông, trong cơn dông cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 28 độ, độ ẩm từ 82 đến 98%, gió nhẹ.